Uh, xin chào các bạn, uh, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Mr. Đại Graphic Design uh, Thời gian vừa rồi mình uh, rất là bận cho nên là mình cũng không thể ra nhiều video được Vì uh, vậy thì uh, uh, mình rất là cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi kênh uh, youtube của mình uh, Trong thời gian vừa qua thì mình cũng nhận được rất là nhiều lời động viên và góp ý của uh, của anh em vì hy vọng là mình sẽ có được những cái kinh nghiệm làm video hay hơn nữa hữu ích hơn nữa để giúp anh em có thể có những cái kiến thức hay hơn, có ích hơn. trong cái loạt video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em một cái phần mềm mới. đấy là một cái phần mềm cho anh em nào chuyên làm bên video có thể là không không cần thiết phải quá chuyên nghiệp để có thể làm được video. ví dụ như cho các bạn làm ở à, bên à, mãng video như là video cho đám cưới này hoặc là video làm du, youtube à, có thể chỉnh sửa một cách dễ dàng hơn và không cần quá phức tạp sử dụng các cái phần mềm khác như là à, premiere hoặc là à, after effects đấy thì à, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái phần mềm đấy là wondershare filmora 9 đây là một cái phần mềm uh, khá là hay, mình thấy là khá là hay, rất rất là nhẹ nhàng và uh, nó gọn, nó không có phức tạp. Uh, anh em có thể dễ dàng sử dụng nó để phục vụ cho cái việc mà làm việc uh, chỉnh sửa video, cắt ghép những video cơ bản. Đây là cái phiên bản phim uh, Mora 9 nha các bạn. Đấy thì đây là cái giao diện khởi động uh, của cái phần mềm này. Sau khi các bạn cài đặt thì mở lên thì đây nó là cái giao diện này các bạn nhé Đấy. À, trên cái giao diện này thì nó có cái gì nó, nó có một cái uh, tỷ lệ màn hình cho các bạn chọn này để các bạn tạo một cái uh, project một dự án mới cho các bạn ở đây có một số cái tỷ lệ uh, cơ bản uh, các bạn hay dùng ví dụ như uh, 169 sáu này wide screen đây là cái tỷ lệ mà um, thông dụng nhất bây giờ uh, các bạn hay hay thấy trên các cái màn hình uh, của tivi này uh, màn hình máy vi tính này rồi vân vân đó à, cái tỷ lệ thứ hai là cái tỷ lệ một một à, hay sử dụng cho cái à, mạng xã hội Instagram đó là một cái à, video có tỷ lệ là hình vuông đấy hoặc là tỷ lệ chín mười sáu này 43 ba này hoặc là hai mốt chín vân vân à, đấy bên cạnh cái à, à, thuộc tính tạo cái new project thì các bạn có thể à, xem bên cái à, ô bên phải có một cái folder đấy là open project nếu như các bạn đang làm một cái project nào dỡ thì các bạn có thể bấm vào đây để các bạn open cái folder đấy lên đây ví dụ như đây tìm cái đường dẫn của cái project mà các bạn đã làm trước đấy lưu trước đấy trên cái ổ đĩa của các bạn và các bạn có thể làm tiếp tục đấy, ở đây mình sẽ tạo một cái project mới với cái tỷ lệ khung hình là 16 9 nha các bạn đấy mình bấm vào đây Đấy, sau khi bấm vào cái new project thì nó sẽ hiển thị cho các bạn một cái giao diện của cái phần mềm Filmora 9. Ở đây thì nó sẽ hiển thị một cái uh, messenger center, nó giới thiệu cho các bạn ở đây có những cái tính năng uh, của cái phần mềm này, uh, cái tính năng mới của cái phần mềm này. Đấy, uh, các bạn có thể bấm vào đây để xem. Đấy, hoặc là close uh, nó đi. Đó ở trong cái giao diện uh, phần mềm Filmora 9 này thì các bạn nhìn thấy là nó khá là đơn giản, uh, rất là uh, dễ dễ nhìn đúng không Nó không giống như những cái phần mềm uh, chỉnh sửa video khác, ví dụ như DaVinci uh, đúng không? Cái phần mềm DaVinci khá phức tạp hoặc là phần mềm Premiere. Uh, tuy nhiên thì uh, nếu như anh em nào mà đã sử dụng các cái phần mềm quen rồi thì nó không không phức tạp. Trừ những các bạn mới um, bắt đầu làm quen với cái việc mà chỉnh sửa, cắt ghép video thì uh, nó sẽ uh, rất là vất vả vì mới lần đầu làm quen với những cái phần mềm thì nó khá xa lạ đúng không ạ? ấy thì ở những cái phần mềm này thì nó có những cái gì? Uh, đầu tiên là cái uh, các cái uh, work uh, space tức là cái không, không gian làm việc của cái uh, phần mềm này. Đầu tiên là cái bên phải các bạn Đấy, bên phải các bạn là nó còn giúp các bạn quản lý các cái uh, thuộc tính này Đó. ví dụ như media này audio title transition effect element split screen vân vân uh, tiếp theo là cái cửa sổ mà preview của các uh, tài liệu ví dụ như ở đây mình có cái uh, um, audio đi thì các cái tài liệu audio nó gồm có những cái gì thì nó sẽ hiển thị ở đây các bạn nhé Đấy, tiếp theo là gì? Ở bên tay phải của các bạn là cái uh, màn hình preview. Ví dụ như bây giờ mình có một cái... Uh, đây. Đấy. Ví dụ mình có cái các cái uh, này đi. Các cái video, audio. vân vân Rất là nhiều. Thì ví dụ như khi các bạn mà chọn một cái uh, thuộc tính. Các bạn play ở đây. Thì nó sẽ hiển thị chơi ở đây các cái uh, media ví dụ như mình có những cái media này để các hạn đấy uh, mình uh, thử nha các bạn nhé đấy thì các bạn như thấy đây thì uh, khi mà kéo đây thì nó sẽ hiển thị cái thanh uh, cái 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 uh, cái này cho các bạn uh, cho các bạn uh, thấy này đó các bạn nhìn này đó cho các bạn review những cái uh, sản phẩm của các bạn đang làm việc uh, trực tiếp trên các màn hình của các bạn luôn đó uh, rồi Uh, tiếp theo là phía dưới của các bạn, đây là cái thanh timeline nha các bạn nhá. Uh, phía dưới đây là cái thanh timeline. Đó. Uh, uh, thì cái thanh timeline này nó sẽ giúp mà các bạn có thể đưa cái video, audio hoặc là những cái hình ảnh vào trong cái thanh timeline này các bạn để có thể chỉnh sửa này, cắt ghép này, xóa cái đoạn video đấy, audio đấy để được một cái đoạn video hoàn chỉnh đúng không ạ? Uh, 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 trong các cái cái, cái, cái cái vùng nhìn của cái phần mềm Filmora thì mình nghĩ là nó khá là đơn giản Nó chỉ có những cái cơ bản nhất Các bạn có thể nhìn và làm việc ngay được luôn đúng không ạ Ở ờ... ờ, trên đây thì có cái thanh menu này Menu thì nó sẽ chứa rất nhiều các cái thông tin Liên quan đến các cái thuộc tính của cái phần mềm Ví dụ như file này thì nó sẽ giúp các bạn có thể new open này open thì cũng giống như cái màn hình khởi động uh, sau cái ban đầu thì nó sẽ cho các bạn tạo những cái uh, video cái kích thước video không nhìn video đúng không Đấy. cái tỷ lệ uh, hoặc là các bạn open cái project mà các bạn đang làm dỡ này dưới đây là có thể import cái uh, file uh, download media đúng không Recorder, vâng, vân vân. Đấy. thì Các bạn có thể hoặc là các bạn có thể cài đặt, setup cái project, uh, project setting của các bạn, đấy. Hoặc là presency để cài đặt cái phần mềm của các bạn. Trong cài đặt phần mềm thì ở đây nó sẽ có các cái general này, uh, ngôn ngữ này, có Hoặc là check update cái phần mềm này. Nếu như các bạn muốn update uh, hoặc là folder, folder thì nó sẽ chứa các cái đường dẫn uh, uh, lưu các cái đường dẫn. À, lưu các video này, à, lưu các cái, cái file rác này, à, lưu cái uh, record này, à, cái, cái phần cái file mà các bạn ghi màn hình đúng không, à, hoặc là ghi âm này, hoặc là upload vân vân ở đây có editing vân vân. Các cái thẻ hoặc là xây lưu cái file đấy uh, 5 phút một lần. Nếu như các bạn không bấm xây thì nó sẽ tự động lưu 5 phút một lần để giúp các bạn có thể lưu một cái file mà chẳng uh, may nó mất điện hay gì đấy nó sẽ mất file đúng không? Đấy, hoặc là ở dưới đây có đi file project location đúng không? Nó sẽ lưu cái uh, project của các bạn à, tới cái ổ địa đấy. Đấy, hoặc là perform là cái này thì nó sẽ giúp cho các bạn tối ưu hóa cái Uh, phần mềm làm việc của các bạn Nếu như các bạn làm việc lâu rồi Thì các bạn có thể clean nó uh, Tức là làm sạch xóa những cái file rác này Vân vân Đấy uh, Đấy Đấy thì uh, Trong cái phần uh, đầu Thì mình chỉ giới thiệu các bạn Về các cái uh, Không gian làm việc thôi uh, Trong cái phần sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn Các cái thẻ, cái thanh làm việc uh, Các cách làm việc Đấy uh, Xin chào các bạn Và hẹn gặp lại các bạn vào các cái movie sau À, chúc các bạn thành công